đồng nát sát vụn bàn, vỏ chai nhôm nát sách báo bán. Từ trước đến nay nói chung là cũng chẳng ai quan tâm đến cái nghề của đồng nát chúng tôi. Đi ra đường hoặc là đi mua bán thì vào đường trong ngõ hẻm thì cũng bị người ta dị nghị, người ta nói, người ta coi thường. Toàn người hoàn cảnh khó khăn mới tìm đến cái nghề đồng nát thu gom. Người thì gánh vác về gia đình, người thì ốm đau. Gia đình tôi thì chồng thì mất năm nay là 16 năm, có ba con gái lấy chồng hết, một mình tôi. Bây giờ thì hàng ngày tôi vẫn phải đi gom xay nọ rồi nhặt nhạnh về để lo cho cuộc sống của mình. Chồng tôi cũng ốm đau mà 13 năm nay rồi. Thế thì tôi cũng đi rong thành phố để mua các cái đồ phế liệu để mình bán, để mình có cái thu nhập thuốc men cho anh đấy và của bản thân mình. Cái nghề ve chai của chị em chúng tôi là 5 năm đổ về trước thì cuộc sống nó còn ổn định hơn. Đến được Covid bây giờ kinh tế rất khó khăn, chị em đi chợ còn dư dật không được mấy. Trong thời điểm khó khăn đó, vào tháng 8 năm 2021, một dự án vô cùng thiết thực giúp hỗ trợ đội ngũ thu gom tự do, mà trong đó phần lớn là phụ nữ yếu thế như bà Lương và bà Hoa, đã được Vietcycle đồng hành cùng Unilever triển khai trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đó là dự án The Plastic Reborn, hồi sinh rác thải nhựa, với mục đích xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn, thu gom rác thải nhựa. Ngày trước thì tất cả các loại nhựa hoặc tất cả các loại nhôm là mình gom vào một cái tải này mình cân luôn. Nhưng mà từ khi mà được Vietcycle và Unilever hỗ trợ cho mình là biết phân loại nào có giá trị cao hơn thì cái đồng tiền của mình thu nhập nó cao hơn một chút. Và chúng tôi được quan tâm, một năm được hỗ trợ tiền bảo hiểm, khẩu trang, rồi nón, rồi các thứ bảo hộ để mình đi lao động. Xong là ốm đau thì lại được công ty hỗ trợ thêm tiền như thế là thuốc tiền men. Còn nếu chị em mình mà cứ đi làm đều đều thì hàng tháng thì tình lại được quà. Ví dụ như là dầu gội đầu, sữa tắm, chút quà nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà hàng tháng mình cứ yên tâm, mình đỡ phải chi ra rồi, thì nó cũng nguôi ngoai đi những cái vất vả của mình. Rất là cảm thấy nó có một cái chỗ dựa lắm. Thực ra là nắm gia đình cũng bất hạnh cái là con cái không lo cho được, như là chồng con ốm đau. Nhiều cái tôi cũng rất là cảm thấy là khó khăn. Nhưng tôi lại nghĩ ngược lại là mình đã có cái công ty của mình. Và tất cả như thế nào, mọi sự như là giúp đỡ mình thì mình cũng động lực lên, mình vui lên để mình như thế nào phấn đấu. Tôi thấy vui và yêu nghề của mình. Công việc của tôi là không chỉ mang lại lợi ích về cho mình mà còn tốt cho môi trường xanh và sạch đẹp. Tôi hy vọng mỗi một ngày đi làm là mỗi một ngày là vui và một ngày ý nghĩa.